Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một chiếc giá đỡ gắn cạnh bàn của Ulanzi. Đó là chiếc Vizim LS25. Đây là phiên bản anh em với chiếc LS02 mình từng giới thiệu trước đây. Trong clip này, mình sẽ so sánh hai phiên bản để xem ưu và nhược điểm của từng chiếc với các nhu cầu sử dụng khác nhau. Đầu tiên, khi mua một bộ LS25 thì các bạn sẽ có một cánh tay rời với 3 khớp lò xo, kẹp cạnh bàn giờ sẽ tách rời. Ngoài ra còn có thêm hai ốc chuyển đổi từ 1/4 sang 3/8 và 1/4 sang 5/8 đi kèm. Về thiết kế, LS25 được làm từ hợp kim nhôm chắc chắn và nhẹ, khung vỏ dạng chữ U rỗng với các rãnh gia cố 4 góc tăng khả năng chịu lực. Rãnh chữ U được giữ lại để luồn dây kết nối hoặc dây điện dọc theo giá đỡ mà không gây mất thẩm mỹ, để giữ chắc các dây dẫn. Nó còn được bổ sung các kẹp nhựa gá vào. Khớp nối của LS25 có lò xo để giữ giá đỡ đứng thẳng, để cố định theo góc mong muốn thì cần vặn chặt lại. Kẹp gắn bàn tách riêng sử dụng lỗ gắn giống như với các loại chân đèn. Đầu giá đỡ có thể xoay quanh trục, nó không phải đầu pôn hét nên chỉ có thể xoay theo một chiều. Khi so sánh với LS02, chúng ta sẽ thấy cả hai đều có những đặc thù riêng mà chiếc còn lại không có. Ví dụ như kẹp cố định, trong khi LS02 được gắn với trục chính bằng khớp gen ốc, cần vặn ra mới có thể tháo rời. Nếu vặn không chặt sẽ bị lung lay và dùng lâu sẽ có thể nhờn. LS25 sử dụng khớp nối thao tác nhanh và chắc chắn như các loại chân đèn, đảm bảo có thể tháo ra lắp vào trong 3 giây, độ chắc chắn cao và không bị nhờn khi dùng lâu. Tiếp theo, các khớp nối của LS02 chỉ có thể kéo dài theo chiều dọc, không xoay theo các hướng khác được. Còn LS25 có các khớp nối linh hoạt, xoay được góc cực rộng giúp tiếp cận các vị trí khác nhau một cách dễ dàng. Đối với LS02, tuy không có khớp linh hoạt nhưng nó có thêm một trục ngang gắn lên trục chính, giúp cho nó cũng với được các vị trí khác nhau, khả năng linh hoạt tuy thua nhưng cũng tạm đủ dùng. Xét về góc độ chắc chắn của khớp nối thì LS02 có vẻ chắc chắn hơn do nó không có trục xoay đa chiều mà chỉ có trục thẳng. Nếu xét về khả năng thu gọn thì LS02 cũng hơn khi nó có thể cất gọn hơn nhiều. LS25 tuy linh hoạt hơn nhưng khi cất không thu ngắn thân được mà chỉ có thể gấp lại. Xét về đầu nối, LS02 sử dụng pôn head cho khả năng xoay linh hoạt tại chỗ, sau khi chọn vị trí xong mới cần tiến hành chỉnh góc. Đối với LS25 thì chỉ có đầu ốc thẳng, xoay quanh trục chứ không xoay đa hướng. Tuy nhiên, kết hợp với phần thân linh hoạt thì hiệu quả gần như tương đương nhau. Chỉ là LS25 sẽ cần tính toán vị trí và góc đặt thiết bị trước rồi mới gắn kẹp bàn, chứ không làm ngược lại được. Nếu xét về thẩm mỹ thì LS25 có phần thiết kế hiện đại hơn, có thể giấu dây điện bên trong thân nên khi đi dây sẽ đẹp hơn. Ngoài ra còn có sẵn hai đầu ốc nối thuận tiện cho việc sử dụng các thiết bị khác nhau với đầu ốc đa dạng. Nhìn chung, phiên bản LS25 được phát triển để đáp ứng nhu cầu cao hơn về thẩm mỹ, độ bền chắc cũng như công năng sử dụng. Nếu các bạn cần nó phải dễ sử dụng, nhỏ gọn để mang theo, đầy đủ tính năng và giá thành rẻ hơn thì nên chọn chiếc LS02. Còn nếu các bạn cần nó chắc chắn và bền hơn, linh hoạt hơn, thao tác nhanh hơn, ngoại hình hiện đại và đẹp hơn thì nên sử dụng chiếc LS25. Mọi thông tin chi tiết về cách sử dụng cũng như giá bán mình có để dưới phần mô tả. Bất cứ thắc mắc cũng như góp ý các bạn có thể để lại dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với HL Studio, chúng tôi hân hạnh mang đến cho các bạn những thiết bị tốt nhất phục vụ cho công việc quay phim, chụp ảnh. Từ các loại đèn led bỏ túi, led ống cho đến các loại đèn chuyên dụng trong studio. Từ các loại phông nền, chân đỡ đến micro thu âm. Bạn cần bất cứ thứ gì chúng tôi đều có. Đến ngay showroom để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất. Link website được để dưới phần mô tả của video này.